Quy xin chào bạn. Nhà Quy thì mấy anh em cũng rất là ham mê bóng đá. Rồi để cổ vũ cái tinh thần của đội bóng thì hôm nay mình cũng làm tiệc ăn mừng. Có thể trễ một chút nhưng mà có còn hơn không các bạn. Chứ cũng là một cái động lực để tiếp tục ủng hộ U23 Việt Nam cho cái trận chung kết vào ngày thứ bảy. Hôm bữa mình đi câu rồi, đi ngang cầu vàng kêu vô bán cho hai con gà đồng cảo đồng tảo ấy. Nhưng mà gà này chắc mình nghĩ chắc cũng không phải gà rặt các bạn, cái chân nó hơi nhỏ, gà đồng cảo thấy chân nó to, có thể là gà nồi hay gì rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm hai món với gà này, một con sẽ nấu cà ri, một con mình sẽ đem nướng với bông sen các bạn. Chị Loan đang chặt gà bên kia. Như bạn thấy đây thì chị chuẩn bị ha, khoai lang nè, khoai môn. Đó, khoai lang sẵn nè. Ở đây gia vị nè các bạn. Mình thấy có ớt nè, sả bằm, nghệ, nghệ tươi á, đập dập ra. Này để coi gì. Gừng, dầu hột điều. Này bột bột ngũ di hương hả chị? Thế. À, bột ngũ di hương. Phúc giúp mình xuống hái ít bông sen các bạn. Chị Loan nói gà mà nướng bông sen á, bỏ vô trong á, xong nướng chút nó cái mùi nó tỏa ra rất là thơm. Mình cũng chưa thử lần nào nên lần này mình cũng thử coi cái hương vị như thế nào nha các bạn. Bạn chờ xem ha. Chó dưới heo rừng kìa Phúc. Dưới heo rồi kìa Phúc. Ở đây chị Loan sẽ đâm tỏi với hành nha các bạn để làm độ ướp lên để nướng con gà. Cái này vỏ chanh chị Loan cắt sợi nữa các bạn, vỏ chanh tỏi với củ hành đâm này. Rồi chị Loan cho ít tiêu, ít nước tương. Khoảng hơn nửa chén này nè các bạn, hơn nửa chén nước tương. Nhắc lại cái này là chị Loan làm đồ ốp để ốp con gà mình nướng nướng với bông sen á các bạn. Chị cho muỗng giò hào nữa, chút xíu muối, chút xíu bột nêm. Chị Loan cho chút xíu vào ăn. Chị Loan xăm lỗ để chị ướp cái gia vị thấm vô con gà mà. Rồi đâm cho con gà chết rồi chị Loan lấy đồ gia vị ướp vô thấm vô. Đổ cái bắp sen này nhét vô trong cái bụng gà. Sau khi độn bụng cho con gà bây giờ chị Loan mai lại, dùng dây kẽm mai lại. Rồi mình đem ra đây, giờ tới phần của mình, giờ mình nướng thôi. Rồi em phủ lên đó. Mình đốt cái trái cái này thì mình đi vô trong mình quay cho bạn coi chị Loan nấu cà ri hoành tráng quá ha các bạn. Mấy đứa sợ ẩm không cháy bỏ mấy cục cồn vô dễ cháy.
Rồi. Để tự nó cháy. Hả? Mất cái nồi còn, alo, mất gà còn nồi. Mất cái gà còn nồi hả? Này là cúng cho cúng để phù hộ cho cái đội tuyển 23 U23 Việt Nam nha các bạn. Này cúng trước khi ăn. Bu lô tính làm cháu quay lại đây. Ngủ vậy á. Dạ đây chặt chặt sẵn rồi nè các bạn. Chị Loan sẽ xào gia vị để chị ướp cái gà nấu cà ri nha các bạn. Chị bỏ nghệ vô trước. Cho xả bầm vô luôn. Chút củ hành. Ít tỏi bầm nữa các bạn. Cho thêm vài lát gừng. Cho chút xíu ớt vô. Xào cho thơm lừng lên là tắt lửa thì sẽ để nguội. Khoai này bỏ chút xíu hạt đêm để cho thấm bạn. Và chị sẽ chiên trên chảo dầu nóng. Chiên sơ gì thì khoai nó không có rã ra, nó làm lên nước. Chiên khoảng 10 phút thì vớt ra các bạn. Gà chị Loan cũng chiên sơ. Gà chỉ cần chiên sơ thôi các bạn. Chị Loan cho ít đường vô cái thứ chị xào nãy nè. Ít bột nêm. Cái này để chị dùng để ướp gà các bạn. Cho chút xíu muối nữa. Cho thêm đường, bột nêm với muối nha các bạn. Vô cái xả tỏi ớt rồi đó, nãy chị xào chung đó. Chị sẽ xay cái hỗn hợp này trong máy xay sinh tố và ốp vô cái thịt gà. Chào mọi người. Thưa quý vị, con đi học về. Giờ con Nguyên chào mọi người. À, bây giờ bắt đầu chị Loan nóng nè các bạn. Cái này là cái nước dảo của nước cốt dừa á. Chị bỏ cái thịt chị vừa ớt vô. Ủa ba, sao bột nêm dễ tan vậy ba? Vậy mình cũng còn chừa nước cốt hả chị? Dạ, cái này là nước dảo, có bột nó mới vớt. Mình kiểm tra cái gà ốp nồi mình thì cái than nó cũng cháy hả? Nướng kiểu này hồi hộp các bạn, không biết ở trong nó có chín hay không, rồi nó có khét hay không. Sẵn tiện thì hôm nay Quy cũng rất là vui tại được nhận quà của hai người anh ở phương xa. Những thứ Quy rất là thích đó là lưỡi câu nè, lưỡi câu và nhợ câu, rồi một cái cân để cân cá nữa, là mấy cái một cái phao đèn thì em cho Na đây, Na thích cái đó. Còn Phúc với Long với Bin thì thích mấy cái móc khóa. Tại mấy đứa nó câu cá lớn thì em cũng tặng lại. Còn được mấy anh lì xì cho mấy đứa nhỏ nữa. Em cũng rất rất cảm ơn mấy anh ở phương xa đã xem clip ủng hộ em rồi còn tặng những cái quà này nữa. Thì em chân thành cảm ơn mấy anh rất rất nhiều. Em xin cảm ơn một lần nữa là với anh Phong. Anh Phong với anh Tùng. Thì mai mốt em đi em hoài lưỡi câu nhợ câu em sử dụng cái cân này thì mốt mà mình có cái cân này mình sẽ cân cá, ví dụ mấy con cá lớn mình cho cân cho các bạn coi luôn ha, để biết chính xác cân cá đó câu lên được nhiêu, có cái thước đo nữa nữa bạn. Gà úp nồi. Gà úp nồi cậu. Úp nồi. Úp nồi cho anh nướng. Nhậu hả? Nhậu món gì cậu? Cà phê hả? Cậu Úc.
Tại con gà nó cũng khá to, mình sợ nó da dày nó không chín thì mình cứ để như vậy ha các bạn ha. Để nó có trái, cái trái bộ da không sao. Mình vô mình coi chị Loan nấu tiếp cái phần nấu cà ri ha. Gà nấu khoảng 10 15 phút gần gần chín thì chị Loan bỏ khoai vô nữa. Để tăng độ béo thì chị Loan bỏ thêm sữa tươi không đường. Cái nước cốt dừa chị Loan cũng bỏ vô đây luôn. Nãy chị nấu bằng nước dảo, cái này là nước cốt dừa. Để cái nước cốt dừa mình phải cho sao, chứ mình nấu lâu quá nó gắt dầu. Chị Loan bỏ chút xíu bột ngũ vị hương. Thì nó cái bột ngũ vị hương này nấu trước thì nó sẽ có vị đắng, mình bỏ sau. Thì nêm thêm ít bột nêm. 3 muỗng bột nêm, ít đường phèn, chút xíu muối cho đậm đà. Mấy đứa em nó rắc và bạn biểu mỗi đứa có một cái thế giới riêng. Rồi cà ri chị Loan xong rồi, Quy thì Quy canh cái gà úp nồi của Quy để chút cái nồi còn con gà mất. Sẵn qua clip này Quy xin rất rất cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị cũng như các bạn lớn, các bạn nhỏ đã luôn đồng hành cùng kênh Thú Vui Dân Dã của Quy, đã gửi tặng Quy những cái món quà hỗ trợ cho Quy đi câu như quần áo, rồi đèn, nón có đèn, lưỡi câu, nhợ, các loại máy quay phim nữa, máy chụp hình nữa. Thì Quy không biết nói gì hơn là một cái lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn luôn đồng hành cùng Quy và kênh Thú Vui Dân Dã. Quy hứa sẽ cố gắng hết sức để truyền tải những cái clip dân dã nhất đến cho các bạn. Và cũng qua clip để gửi lời cảm ơn bà xã mình, chị Loan, chị Hường trong bếp, rồi mấy đứa em Phúc, Bin, Long, 2000, Đạt luôn hỗ trợ mình trong cái công việc để trôi chảy, và cũng như phục vụ với bỏ cái thời gian ra làm những cái món ăn ngon cho cả nhà. Cảm ơn em trai mình luôn hỗ trợ mình, đứng ở phía sau hỗ trợ mình trong việc chỉnh sửa clip cho các bạn xem. Tại nhiều clip Quy phải nhờ em Quy hỗ trợ, mình chỉ quay thôi, mình không có rành lắm Photoshop hay kỹ thuật chỉnh sửa gì đó, cắt ghép thì mình cũng rành lắm. Cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam đã cho những cái phút giây rất là hưng phấn để mình có cái bữa tiệc hôm nay nữa các bạn. Cũng sẽ chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam đạt kết quả tốt nhất y như mong mỏi của hàng triệu con tim Việt Nam. Hôm nay mình ăn mừng, nhưng mà cùng mình cũng xin mình mong cái những người những gọi là những cái mình không biết sao, như trời Phật vậy đó, phù hộ độ trì cho cái kết quả của U23 Việt Nam sẽ thành công mỹ mãn. Chúc mình sẽ nhờ Bolo dự đoán kết quả của tỷ số, dự đoán kết quả đi ha các bạn ha, dự đoán kết quả của Uruguay với Việt Nam đi. Ôm Uzbekistan, xin lỗi bạn. Chưa gì mơ đá với Uruguay à. Chúc mình sẽ nhờ Bolo dự đoán cái trận
Uzbekistan với đội tuyển U23 Việt Nam mình ha. Để coi Polo sẽ dự đoán cái đội nào chiến thắng đây. Các bạn chờ xem nha. Cái nồi lộ ra luôn rồi nè, nhưng mà để xíu nữa thì dở ra các bạn ha. Có khi nào khác nhạc không? Cũng có thể. Hồi hộp quá hả? Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Đi ha. Việt Nam vô địch. Trời ơi. Trái luôn các bạn, trái cái da như nãy mình nói á, nhưng mà mình hy vọng là lột trong nữa nó sẽ rất là ngon ở trong ha. Hy vọng trái lên cùng Việt Nam. Cái da nó vàng luôn ha. À, bên vàng bên trái các bạn, không có đều. Chị không khoái, chị ra hỗ trợ, mấy chị cũng hồi hộp, đứng mà cũng hồi hộp, giống như mình á. Nên nó trái có da ngoài mà nó thơm cực kỳ luôn các bạn. Chị bưng trước mà sau nghe mùi thơm luôn, thơm mới sợ luôn á, đứng sau là nghe mùi thơm. Này đắp xé ra chị cho bỏ cái da luôn hả, được không? Không cạo chút ra nè. Này là trái lên cùng Việt Nam nha các bạn. Da dồn rụm rồi, cái da nó giống như không quay luôn. Này khoảng canh lấy sớm là ngon rồi các bạn. Các bạn thấy không? Bị một nửa rất là ngon không? Nhìn cái màu hấp dẫn không? Thơm cực kỳ. Chị Loan giúp mình phẫu thuật thẩm mỹ nó lại. Cầm. Người cầm cái đùi xé trời, nó sướng vậy không? Bông sen thơm không? Có ăn được không? Ăn thử lá sen cũng được mà. Được. Nó thấm ngon. Để em thử chứ. Đắng lắm. Đắng rắn không? Thử nè, ăn thịt đi. Bạn vịt này hấp dẫn ghê các bạn. Chị muốn cắn cái xé ra trời nó đã. Bạn, sau khi chị Loan về phẫu thuật thẩm mỹ thì nó có khác gì hả bạn ha? Nhìn cho nó đỡ xấu chút. Trời thơm heo quay ghê không? Dạ. Da nóng quá. Thơm quá chị. Ăn mừng hôm kia. Hôm nay mình phải cổ vũ để cố lên. Rồi 1 2 3 Việt Nam vô địch nha. À. U23 Việt Nam vô địch. 1 2 3 Việt Nam vô địch. Việt Nam mà thắng nữa là bạn vừa mới cởi chuồng là bạn chạy vòng vòng ngoài chuồng. Trời ơi, rồi kêu ba ra ba quay cho. Chết rồi, mất cái đùi. Cái đùi nè. Cho cái da nè. Nó canh rồi. Dậy. Trên. Đó. Rồi rồi. Mình ướt cái đùi có đùi nữa bạn. Tính tay. Để bạn thấy không, hai ngày lúc nào nó cũng quay đìa trước. Nó đưa mà nó không có vui lắm à. Còn mấy bạn muốn lấy cái nào? Các bạn nhìn mấy lấy cái nào? Hấp dẫn đó mấy bạn. Có hơi két nhưng mà ngon. Thơm. Dạ giòn nha. Ừ, kém tím. Vô ngồi ăn con. Lấy ghế quanh đó ngồi luôn. Cái này tại hàng hiếm. Có hai con. Hấp dẫn quá. Tím nổi nó đây, kem đây.
trời, tuổi gà không dám ăn đâu. Cái này là nấu từ gà ra hả con? À, cũng vậy à. Con ăn cái mà nước đúng không? À, bé này, bé gì? Đức hả? Con tên gì quên? Cường. À, bé Cường nói con tuổi gà nên không dám ăn thịt gà. Hết rồi, chị đo đi. Nó chổng con kìa. Ba xong gà đâu nào? Tự nhiên. Con xong rồi. Hay quá. Để ăn xong mình cho Bodo dự đoán kết quả nha bạn. Nói chung là rất là ngon. Ai cũng ăn tới tấp hết. Mình bán đắt mình nóng ngon quá sao. Nè. Là cái cán của cái nhưng chân mà nè, cái chân có chân, có chân, có chân. Chân. Chạy á. Chạy vô. Trời ơi, ăn rồi. Béo sợ con. Đấy, chân nhà. Bây giờ nó em thương ba nhất luôn, mới nhường cho ba cho Bin. Không biết mà ăn đi. Cho em á, cho em á. Em cứ tí. Lên đi ngoài. Nó dài cái đưa cho nó. Ừ. Nó dài dài cái đưa cho nó. Cái đầu nó. Thánh ăn. Thánh ăn của quán ngoài. Dở lắm á. Hả, dở lắm hả? Để ngay ăn phải không? Để ngay ngàn thôi. Ai hút đã kìa. Em giác máng rồi đó. Giác máng. Sập chén nè. Ngon quá các bạn ơi. Còn nước quá. Bảo đâu. Kiếm à. Hết rồi còn gì nữa. Những người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, trong đó có chị Loan, 2000 Phúc và Đạt. Chưa nói thằng quay phim với sao nữa. Ôi, giật cờ chạy, giật cờ chạy. Chạy hết nổi. Lúc B hả? Chạy quá mà. Thôi, miếng cuối cùng. Nha, chuẩn bị đầy tô với nha, quốc tiếp nha. Bạn bô lô nó cũng đau bụng. À, từ từ con. Để anh ba cho mày một cái. Từ từ từ. Em thứ bảy em xuống tháng chứ. Cái trò chơi cho bô lô như vậy các bạn. Giờ cờ đỏ là Việt Nam mình hả bạn ha. Thì cờ Uzbekistan vừa trắng, vừa xanh dương, vừa xanh lá cây. Mình lấy đỡ cái xanh lá cây đi ha, cho Uzbekistan nha. Đó. Thì hãy bolo mà ăn bên cái phần nào thì cái đội đó thắng nha bạn. Thì ở đây có xương gà đông tảo. Mình hy vọng là bolo nó sẽ ăn, hoặc là nó hửi cũng được. Tới cái chỗ nào trước thì bên đó sẽ giành phần thắng. Mà bolo anh năn nỉ mà nha bolo. Tao thương mày nhất đó, mày làm sao đừng anh làm anh thất vọng là được rồi. Đó mấy bạn đâu phải mình đâu nè, chị Hường mấy chị cũng tới ủng hộ nè, đó. Bình thì cũng háo hức nè, xuống sáng tới xuống sáng. À, có gì không đổ thừa bolo với anh nha, nói trước nha. Việt Nam nha. Ờ ừ. À, em dịnh mấy chó con nè, sao nó chạy lại dành trước bolo thôi. Có đủ không? Mà rồi, ít thôi được rồi. Trời ơi, được rồi. Ừ. Chạy tới đâu trước là chỗ đó thắng rồi, vậy thôi. Để coi để chỗ nào. Rồi rồi em để đi. À, ngay xuống màu đỏ này. Từ từ con. Từ từ luôn. Rồi, cô luôn. Mình thấy bolo nó. Cái bolo mày làm anh buồn quá, làm thêm lần nữa. Chờ chậm xíu làm thêm lần nữa. Ba lần đi. À, mình cho ba lần cho nó công bằng nha các bạn. Để cho bolo ở nhà hết đó đi chút rồi à, mỗi thứ cùng bên cục thôi. À đúng rồi. Đỡ bên đấy bự hơn nè, không được đâu. Không được không? Cho mồi giống nhau á. Rồi, nhà mình làm mình cũng không. Rồi. Không cứ bỏ đi không sao. Đó, gì đó. Gì hay. Mình không chắc bolo có dự đoán đúng hay sai nha các bạn. Có gì đừng trách mình với bolo. Để coi mình chúc mình để lần nữa cho bolo chạy tới rồi sao. Thôi kệ để đếm. Anh lấy lại rồi anh kêu chạy lại.
Bolo bolo. Mày làm nó buồn quá bolo lâu ơi. Giờ còn có một lần nữa, thắng luôn. Mấy bạn biết kịp. Thôi tao hỏi mày nè, bolo ơi, chắc cũ không? Chắc cũ à? Ê, Bình. Ê, có gì em chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm đâu nha. Hỏi chắc hỏi lần nữa chắc cũ không? À, như bạn thấy thì màu đỏ là đội Việt Nam mình, màu xanh thì như mình nói rồi, cho Uzbekistan. Mà Volo đã chọn hai lần cái màu xanh thì thôi mình cũng không có cần, mình bó tay rồi. Nè nó cũng lại nó cũng hửi màu xanh nè, bên màu đỏ còn cũng xương cũng hửi nè. Thôi nè Volo anh cho mày luôn nè. Nè, Volo. Nè. Đó. Anh hy vọng là Bolo không làm thầy bói được nha Bolo. Thôi mình chào các bạn nha. Nhưng mà mình vẫn còn cái hy vọng nha các bạn, vẫn hy vọng. Hy vọng Bolo đoán sai nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Ê, Việt Nam ơi cố lên. Việt Nam ơi cố lên. Bolo.